Xin giới thiệu với mọi người đây là cô Liên Phở Trộn Chợ Ngọc Hà Hồi trước cái đường Trần Phú còn chưa xây xong Thì cứ lần nào đi từ trên phố về nhà là lại phải đi qua con phố Sơn Tây Mà cứ buổi tối đi đến con phố Sơn Tây là kiểu gì Âu tu tôi sẽ rẽ xuống chợ Ngọc Hà để đi vào quán Phở Trộn Cô Liên Đối với tôi thì Phở Trộn Cô Liên chợ Ngọc Hà cũng là một trong những cái sai thoại đáng kể của Hà Nội đấy Ngày trước ý, cái chợ Ngọc Hà nó không thoáng như bây giờ đâu Mà buổi tối ở chợ Ngọc Hà toàn chó là chó Tôi thì rất thích ăn Phở Trộn ở đây Thế nhưng mà lần nào đi ăn phở trộn về thì gần như phải 99% sẽ bị chó đuổi Chó đuổi vừa đuổi vừa sủa gâu 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 Đúng bực cả mình Xong rồi buồn cười hôm tôi với Huyền đi chơi ở trên phố về xong rồi vào đây ăn phở trộn cơ Kiểu hồi ấy mới đang tán tỉnh nhau ấy Đi chơi cả nhau chém gió ba hoa chích chè cả buổi tối xong rồi Về quán cô Liên ăn, ăn xong rồi đưa bạn ấy về Thì đi qua cái đoạn bên dưới chợ Ngọc Hà thì hai con chó nó đuổi vãi trưởng luôn Xong rồi Huyền sợ quá, Huyền xa vào người mình Huyền kêu lên a buồn cười vãi bây giờ kể lại vẫn thấy buồn cười cơ đấy thế mà cũng gần chục năm rồi ấy mà để nói về phở trộn thì chắc là cô liên cũng phải nằm trong tuyếp những quán đầu tiên mở tại hà nội đấy nhỉ à mà hiển nhiên là ở đây cũng có cả phở nước nhá các bạn nhá ăn phở nước của cô cũng khá là ok luôn ngoài ra thì còn có cả mì bò trộn ăn cũng rất ngon lần nào tôi đến đây ăn thì cũng phải mua về cho linh béo một bát đấy bao nhiêu năm cô liên vẫn thế vẫn vui tươi và vẫn thế thôi bye bye bye